Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TĐD. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn một lô hàng Vio đến từ Nhật các bạn nhé. Các bạn đều biết là với thương hiệu Soli Vio thì chắc ở thế hệ đó là 7X, 8X thì không còn ai xa lạ. Nhưng đối với thế hệ 9X và bây giờ là thế hệ Gen Z thì chúng ta lại không biết cái thương hiệu Soli nó đến từ đâu. Soli thì chắc chắn là đến từ Nhật Bản rồi. Nhưng mà hiện nay cái thương hiệu Soli Vio nó đã không còn và chỉ còn là chữ Vio bây giờ thôi. Kế thừa lại tất cả những cái công nghệ của hãng. Và hiện nay thị trường Việt Nam thì có phân phối chính hãng. Nếu như năm ngoái thì chúng ta phải bỏ ra giá tiền là gần 20 triệu để sở hữu đó là hai mẫu, đó là dòng Vio FE14 và FE15. Hai mẫu này thì hiện nay thì mình đang chạy chương trình cho hãng với mức giá cực tốt cho các bạn, đó là trang bị coin 5 thế hệ thứ 12 và RAM 8GB kèm theo SSD 512GB. Đặc biệt đây là hàng chính hãng, chính vì thế là khi chúng ta mua máy nó sẽ có COCQ đầy đủ và là full VAT. Các bạn dùng trong môi trường doanh nghiệp thì nó lại cực kỳ ok luôn. Và đây là chắc chắn là những chiếc máy này giá sẽ ở phân khúc tốt nhất và cạnh tranh tại thị trường. Hiện nay nếu mà phiên bản Vio 14 mình sẽ bán ở mức giá công khai full VAT là 13.990.000 và phiên bản 15 sẽ là bán với phiên bản 14.990.000. Còn nếu mà các bạn mua hai máy trở lên thì mình sẽ trừ luôn cho các bạn là 500.000 để các bạn có thể mua dòng sản phẩm này. Bảo hành chính hãng toàn quốc các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp, sau đó thì mình review cho các bạn xem. Đây, các bạn thể thấy là cái hộp đây, toàn bộ máy đều là lưu siêu, mới 100% đập hộp các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy là nó là Vio FE14 này và Vio FE15 này. FE15 thì nó sẽ có hai màu là màu đen và màu trắng, và cấu hình thì các bạn có thể nhìn thấy này. Trang bị chip là Intel 1235U, màn hình 15.6 inch Full HD này, ổ cứng SSD 512GB kèm RAM 8GB. Đặc biệt trên phiên bản này camera được trang bị lên đến 2.0. Silver là màu trắng bản các bạn này, black màu đen này. Còn cấu hình của FE14 này, phiên bản 15 thì đắt hơn 1 triệu các bạn nhé. Đây, cấu hình là tương tự, cũng đều là trang bị camera 2 chấm. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp, sau đó thì mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Còn đây là cái tem này, máy mới toàn bộ siêu nó đầy đủ như này. Vâng, thưa các bạn, trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,6 kg. Phần lắp lưng làm bằng hợp kim nhôm và logo quen thuộc Vio này, mạ chrome. Và với cái màu trắng như này thì mình sờ vào có một cái lớp đặc biệt để chống bám vân tay, mặc dù là mình đang đeo găng. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì nó chống bám vân tay trên dòng sản phẩm này sẽ rất là tốt, bởi vì nó sẽ hơi sần một chút các bạn ạ. Thiết kế kiểu dạng giống như kiểu như này và hơi vát đằng sau. Đây là thiết kế của dòng Z ngày xưa các bạn ạ. Cái phần này để làm gì ạ? Khi chúng ta mở trên mặt phẳng này các bạn sẽ nhìn đấy. Nó sẽ là cơ chế lưng cái bản lề lên. Đây các bạn thấy nó sẽ lưng cái phần này, để cho tuần hoàn không khí tốt và nó chuếch một cái hướng nhất định để chúng ta bấm phím nó dễ dàng hơn. Đây, đây là cơ chế bản này lưng các bạn nhé. Đấy, phần bên cạnh phải của mình thì vẫn còn cổng lan. Soli sẽ hướng đến những người dùng doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp họ vẫn dùng lan rất là nhiều. HDMI để kết nối ra màn hình bên ngoài và hai cổng USB 3.0. đây là USB Type-C các bạn nhé, chỉ là cổng C thôi chứ không phải là cổng Thunderbolt 4 các bạn ạ. Với thiết kế nó hơi thoải như này thì các bạn sẽ thấy là mở máy nó cũng sẽ rất là đơn giản. Đây, mặc dù là không bố trí bất kỳ một cổng hay đèn tín hiệu đằng trước. Đây là lỗ khóa của máy này, cổng sạc này và tản nhiệt của máy sẽ được đưa ở đây nhá. USB và đầu độc thẻ, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 ở đây. Nắp bên dưới được làm hoàn toàn bằng nhựa và cần phần khung phím cũng bằng nhựa các bạn ạ. Và việc các bạn mở chiếc máy này ra để xem nội tạng bên trong và kèm theo khả năng nâng cấp thì nó cũng không quá khó. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra đây. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để xem nội tạng bên trong nhé. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra không quá khó các bạn ạ. Cái nắp này các bạn thấy làm hoàn toàn bằng nhựa này. Và cái phần này là phần giảm nhiệt cho máy này. Pin trong máy theo thông số của nhà sản xuất sẽ dùng được khoảng 10 giờ. Đây, các bạn thấy là dung lượng pin của nó này, 4780 mAh này. Với hai slot cắm jam có thể mở rộng tối đa là 64 GB. Đây là cái loa của máy các bạn nhé. Đây là con Cebu gắn chết trên bo mạch chủ, không thể nâng cấp. Và cái quạt này thì mình nhìn giống quạt tản, giống như những dòng MacBook các bạn ạ. Kể cả cái bo mạch màu đen như này, MacBook hiện nay họ cũng sẽ làm quạt tản nhiệt kiểu dạng như này luôn. Đây là con chip Wi-Fi, ổ cứng của hãng Laptech. Cái này thì không nổi tiếng cho lắm các bạn ạ. M2 chuẩn LVME. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, jam này,
Tóm tắt lại thì chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM tối đa là 64GB RAM và có một khe cắm ổ cứng như này thì chỉ nâng cấp tối đa là 2TB chiếc máy này. Rất tiếc là máy chỉ có một khe cắm ổ cứng mà không phải là hai khe. Bởi vì với công nghệ bây giờ SSD mặc dù là rất nhanh, rất hiện đại nhưng không may là chúng ta dùng mà bị chết SSD thì cực kỳ khó lấy dữ liệu. Thì khi các bạn dùng những chiếc máy như này thì các bạn phải bảo mật và các bạn những cái dữ liệu đặc biệt thì các bạn nên đẩy lên online các bạn nhé, thì là an toàn nhất. Bây giờ thì mình sẽ đóng chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn, thiết kế mặt trước của chiếc máy đây. Các bạn sẽ nhìn thấy rất đẹp đúng không? Viền màn hình thì hơi dày một chút các bạn ạ. Con này lép phím là lép màu trắng các bạn nhé. Ở đây bật lép phím, các bạn bật ở đây này, bấm FL này. À, các bạn thấy này, hành trình bàn phím cao lổ như này thì các bạn bấm cũng sẽ rất là sướng. Đây, mình thích những loại phím như này. Cái khung này thì rất tiếc là làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ, mà không phải là hợp kim nhôm. Con chip bảo mật vân tay được đưa ở đây, nhưng con chuột mình cảm giác như hơi nhỏ. Bấm trái phải thì các bạn bấm cũng rất là tốt này, độ lẩy tốt này. Chuột này thì hơi nhỏ so với những cái thiết kế máy đời mới bây giờ. Bởi vì cái dây chuyền sản xuất chiếc laptop Solivio này thì nó giống như những dây chuyền cũ của dòng Soli. Và hiện nay nhà máy sản xuất tại Trung Quốc các bạn nhé. Các bạn lưu ý thì bây giờ chỉ còn chữ Vio thôi, khổ quen cứ đọc là Solivio. Ngày xưa cái máy gì cũng bảo là LED như Soli. Camera các bạn thấy có nút gạt đây này. Đây là tính năng bảo mật cho người dùng doanh nghiệp này. Hai cái mic ở đây các bạn nhé, sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học trực tuyến và họp online. Camera với độ phân giải là 2MP nhé. Vâng, thưa các bạn, con chuột này khi mình đeo găng tay thì không xê được, mình phải tháo găng tay ra. Đầu tiên mình sẽ test tốc độ ổ cứng. Cái ổ cứng vừa nãy các bạn sẽ thấy của hãng Netech thì thực ra là ổ cứng OEM, nó không được gọi là chuẩn cho lắm. Tốc độ đọc bao nhiêu là chúng ta sẽ thấy bây giờ. Chuẩn LVMe cũng là chuẩn tốc độ cao đó các bạn nhé. Với chất lượng màn hình của em màn hình này thì Soli thì các bạn thấy luôn được ưu tiên về chất lượng màn hình. Độ sáng của màn hình là sấp xỉ 300 nit các bạn ạ. Và tỷ lệ bao phủ màu là 100%. Đây, góc nhìn của màn hình này các bạn thấy là rất là nét đúng không? Bật loa này nhá. Loa ở đây. Loa này có cảm giác như nghe hơi nhỏ anh em ạ. Hơi nhỏ. Âm bass thì thực sự là mình nghe đấy cũng để so với những chiếc laptop bây giờ, nếu mà chuyên nghiệp về âm thanh thì mình đánh giá chỉ ở mức gọi là trên trung bình thôi, không được xuất sắc. Phím bắt nguồn ở đây này các bạn này. Đây là đèn tín hiệu của ổ cứng và đèn tín hiệu pin ở đây. Chất âm thanh cũng đánh giá ở mức gọi là bình thường thôi. Màn hình thì rất là đẹp, sẽ giúp các bạn thiết kế design mà không sợ sai màu các bạn nhé. Loa được bố trí ở bên trên như này. Màn hình cũng sẽ hỗ trợ cái công nghệ chống lóa, các bạn có thể nhìn liên tục mà không sợ mỏi mắt. Chất lượng ổ cứng mình đánh giá ở mức là trung bình nữa các bạn ạ. Nó chỉ đọc ở khoảng sấp xỉ 2GB thôi. Còn đây là phần cứng bên trong, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đây là phần cứng bên trong của chiếc máy này các bạn này. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.1 nhé, cũng của Intel này. Đây là con chip bảo mật vân tay này. Camera các bạn nhìn thấy là 2.0 này. Ổ cứng của hãng Netech này. Vega con này được trang bị là UHD Graphics thôi chứ không phải là Iris Xe Graphics. Nó cũng sẽ thấp hơn một chút so với những chiếc máy thông thường có trên thị trường. Wi-Fi đã được nâng cấp bằng Wi-Fi 6 này, cũng của Intel này, băng tầng là 160Hz. Và đây là con chip thế hệ thứ 12 đây, 1235U. Đây là thế hệ chip tiết kiệm điện và chủ yếu dành cho anh em sử dụng văn phòng, lập trình cũng như đồ họa tầm trung. Đây các bạn thấy là cái tốc độ đọc ổ cứng chỉ ở mức là trung bình thôi anh em nhá. Cái này thì cho điểm trừ luôn. Tốc độ ghi của nó chỉ đạt 1.5GB thôi. Bây giờ anh em xem là nó hoạt động có nóng hay không thì chúng ta sẽ test thêm qua một phần mềm. Vâng, thưa các bạn, để test qua phần mềm Fullmax thì các bạn thấy là mức FPS nó đạt được khoảng từ 17 đến 18 và nhiệt độ hoạt động này tối ưu cực kỳ tốt, chỉ khoảng 50 độ C. Hoạt động rất là êm luôn. Soli thì họ rất là nổi tiếng với hệ thống tản nhiệt từ ngày xưa rồi.
Xin lỗi các bạn là Vio, cứ nhầm thằng Soli, khổ thế thì hoài niệm quá. Nó in trong đầu của mình rồi, Vio anh em nhá, chứ không còn chữ Soli nữa. Đây, nó ổn định mức FPS như này. Hệ thống tản nhiệt làm như này là ok rồi. Ở mức 2D thì các bạn thấy là FPS cực kỳ cao. Nó đạt là gần 200. Các bạn chú ý chiếc máy này nếu mà làm 3D chuyên nghiệp thì nó chỉ đáp ứng ở mức gọi là tầm trung thôi nhá. Vâng, thưa các bạn, thì ở đây mình đang test hiệu năng của em Cebu này. Với thế hệ chip Adelaide của Intel, thế hệ thứ 12, có tên mã là 1235U. Em Cebu này có 10 lõi và 12 luồng anh em nhé. Hoạt động ở xu nhịp là 3.30 và có thể turbo boost lên 4.40. Công suất hoạt động là 15W và công suất hoạt động tối đa là 55W anh em ạ. Các bạn thấy là với con chip tiết kiệm điện thì khả năng render của nó lại rất là yếu. Đấy, sẽ không phù hợp với các bạn mà cần một chiếc máy có Cebu khỏe thì dòng này không phù hợp anh em nhé. Chủ yếu là anh em làm văn phòng đồ họa tầm trung thôi. Đây anh em thấy điểm số của em Cebu nó chỉ đạt ở ngưỡng là 859 thôi. Vâng, thưa anh em là FPS nó đạt rất là thấp anh em ạ, nó chỉ có 31,58 FPS thôi. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test thử cái tựa game Tomb Raider. Mặc dù chiếc máy chúng ta ở phân khúc tầm trung nhưng vẫn có thể chơi những tựa game như này. Ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại hoặc là CS:GO, Half-Life rồi Đế Chế, Đột Kích hay FIFA Online 4 thì anh em vẫn có thể cài chiếc máy này chơi được, giải trí lúc rảnh. Cũng hơi đáng tiếc một chút, mặc dù là Cebu i5 thế hệ thứ 12 nhưng lại không được nâng cấp với Edit XE Graphics mà chỉ UHD Graphics nên chơi game nó cũng sẽ hơi đuối một chút anh em nhé. Được cái là con này tản nhiệt của nó rất là tốt luôn. Làm đồ họa và chơi game nhiệt độ chỉ ở ngưỡng khoảng trên 50 độ C. Cái phần này là cực kỳ cộng cho chiếc máy này. Từ bữa nay đến giờ là test hơn 1 tiếng mà nhiệt độ nó chỉ như này thôi là rất ok. Và hệ thống làm mát bên trong các bạn có thể thấy là quạt nó rất là êm luôn. Có lẽ là chiếc máy này tối ưu cho cái phân khúc doanh nhân và những người mà cần một chiếc máy nó hoạt động bền bỉ. Đây thì chắc chắn là một chiếc máy phù hợp với các bạn. Với mức tản nhiệt như này và chất lượng của màn hình Full HD IPS rất là đẹp thì anh em có thể thấy là khi chơi game thì hình ảnh nó nhìn nó rất là thật đúng không? Chỉ chơi được những tựa game tầm trung như này thôi anh em nhé. Còn đối với những tựa game nặng hơn thì yêu cầu cả mình rời và Cebu khỏe thì chiếc máy không đáp ứng được. Nên trước khi anh em cài game vào thì anh em phải tìm hiểu xem có phù hợp với máy mình hay không nhé. Vâng, thưa các bạn, sau khi mình trải nghiệm chiếc máy này thì các bạn thấy là nếu như cấu hình, trang bị chip i5 tiết kiệm điện và cái phân khúc này thì chủ yếu là dành cho các bạn trong lĩnh vực lập trình này, đồ họa 2D hoặc vẽ 3D. Với những cái công việc mà các bạn có thể sử dụng các phần mềm đồ họa nặng hơn thì những chiếc máy này sẽ không đáp ứng được, bởi vì nó không phải là phân khúc gaming hay đồ họa chuyên nghiệp. Riêng khối văn phòng, kế toán, marketing, các bạn dùng chiếc máy này cực kỳ tuyệt vời và thời lượng pin của nó đảm bảo trên 8 tiếng. Và cái thương hiệu Vio thì các bạn sẽ thấy là thiết kế nó cực kỳ sang trọng và toàn bộ những chiếc máy này bán ra với chính sách bảo hành 1 năm cho phần cứng và trọn đời cho phần mềm. Và mua này là full VAT, full VAT nên chính vì thế các bạn mua máy trong môi trường doanh nghiệp sẽ thanh toán cũng cực kỳ đơn giản. Cái hệ điều hành kèm theo máy là Windows bản quyền. Tất cả những dòng sản phẩm này mình bán kèm ra thì các bạn sẽ được tặng kèm một ba lô này, một con chuột và một lót chuột là hoàn toàn miễn phí. Và riêng phần mềm mình sẽ bảo hành những bạn trọn đời. Những cái ứng dụng phần mềm các bạn cần trong khối văn phòng cũng như đồ họa thì đều có thể cài vào trong chiếc máy mà không mất tiền các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Vio FE14 và FE15 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.